Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì sau video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật Thụy Sĩ. Ngày hôm nay thì em sẽ có về cho cả nhà mình đó là mẫu của Angeloso. Hôm nay là một cái thiết kế mà rất đẹp và dây da nhé. Đây là lần đầu tiên mà em có về được bản dây da của cái phiên bản Mano cà phê này. Ngoài ra thì sẽ có các mẫu của Canivan này, Obelulo này, rồi là Dominic, Invicta, rồi Technot và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người yêu thích ở phiên bản đồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585842, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Hiện tại thì bên em đang có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để có thể lên tay những mẫu mà mình ưng ý nhất. Hoặc là mọi người ở xa không tiện qua thì bên em cũng vẫn sẽ có ship code toàn quốc và mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chính hãng ạ. Với video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên cho cả nhà mình. Với mã đầu tiên thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mã này đi. Mã này hôm nay em đấu về được giá rất tốt luôn. Đó, và em sẽ lên sẽ để giá cực kỳ tốt cho cả nhà mình nha. Đây là lần đầu tiên mà em đấu được giá tốt đến như vậy. Vì bình thường ấy, các cái mẫu mà niềng đá đá của Technot này này, khi mà đấu về đến đây nó phải ra động phải rơi vào tầm khoảng độ hơn 2 triệu cái bản này cơ. Đây, hôm nay em đấu được một chiếc này rất đẹp luôn. Ở phiên bản Technot này là một cái phiên bản thép trắng mặt xanh. Bản này thì dễ đeo, cái này gần như ai cũng có thể là đeo được luôn ấy. Nó có 3 kim nhá, một lịch ở vị trí có 3 giờ đây này. Đó, mặt kính thì tất cả các mẫu của dòng Technot thì thường là người ta sẽ sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực. Vì thế cho nên là cái độ chống chảy chống xước của nó cũng rất là tốt, cũng trên 80% rồi, bởi vì người ta sử dụng kính hãng. Thứ hai nữa đó là cái độ chống va đập của nó rất là tốt. Đấy, thì khi mọi người sử dụng ở sang các cái phiên bản Technot này nhá, em phải nói thật sự là thứ nhất giá rất hợp lý, thứ hai nữa đó là cái chất lượng của nó cực kỳ tốt luôn ấy. Đây là một cái phiên bản pin 3 kim với độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM này. Mặt bên trong màu xanh mọi người đúng không ạ? Màu xanh nha, màu xanh rất đẹp luôn. Viền này, cạnh này. Cọc số thì sẽ là cọc số La Mã. Cọc số La Mã, kim thanh mảnh đẹp. Chi tiết niềng này thì nó sẽ được nạm toàn bộ phần viền đá luôn ấy, và đá này thì đều được kim chấu nên là mọi người sẽ không sợ là nó bị rơi đá hay là gì đâu. Với cả các cái đá này thì họ làm theo kiểu dạng như là bảy màu. Đấy, thì kiểu dạng như là đá bảy màu ấy. Núm này. Dây nhá, dây thì nó cũng sẽ vừa phanh xước vừa sáng bóng, sẽ kết hợp với nhau. Cái siêu của nó cũng còn nguyên cả siêu luôn. Đấy, đằng sau đáy đây có mã số của nó là T6B35. Với giá niêm yết ở tại cửa hàng bên Nhật đang là 38.500 yên. Tức là nó tương đương với tầm khoảng độ hơn 6 triệu ở phiên bản này. Bản này em thấy là cái form ấy nó giống với cả của Rolex dòng Desert size 39.6 ạ, và càng của mẫu này là 47.5. Độ mỏng của phiên bản này là 9.7. Đấy, mẫu này dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Một cái bản Technot siêu đẹp luôn. Mẫu này lần đầu tiên luôn em đấu được giá cực kỳ tốt nha, vì đợt trước em về cũng phải hơn 2 triệu rồi. Đấy, thì em cứ can theo giá đấu thôi. Có một chiếc mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 1.850.000. Dạ vâng, 1.850.000 nha. Lần đầu tiên mà có một mức giá cực kỳ tốt như vậy luôn nhá. Em cũng chưa bao giờ đấu được chiếc này mình giá sốc là như thế luôn. 1.850.000, bản này sẽ ở mã 401. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 402. Thì với phiên bản 402 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một mẫu của Canivan. Ở bản Canivan này thì đây cũng là một mẫu mới của Canivan này. Thì hiện tại bên em đang là đại lý phân phối ủy quyền của các thương hiệu chính hãng, đó là Canivan này, rồi là phiên bản Angeloso, Original, Obelulo, Red Tiger, Orient Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Thì tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đó, đây là một mẫu Canivan rất đẹp. Mọi người thấy form nó rất là giống với cả của Tissot. Đúng không ạ? Các bản là bản Tissot kim cương ấy. Với phiên bản của Canivan này, mẫu này là mẫu cơ tự động. Mẫu này thì cũng sẽ có cả trợ có tay đi kèm. 3 kim và nó có một lịch ở vị trí gốc 3 giờ. Mọi người thấy mặt đẹp không ạ? Rất đẹp nha.
bên trong này, cọc số, đính đá và đều được ghim chấu toàn bộ. Các cái dòng chữ này hay là bộ kim này, thanh mảnh đẹp. Đấy, phần viền vỏ thì sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng và nó sẽ kết hợp với cả phay xước, dây chốt khóa này. Đó, dây midi hai màu nha. Dây midi hai màu. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Ở bàn này thì sẽ có thông số, mã chiếc của nó sẽ là 5668. Sử dụng máy mi của Citizen 21 chân kính. Thì với bộ máy mi này thì mọi người cũng rất là quen thuộc rồi. Bởi vì đây là một cái bộ máy huyền thoại của Citizen. Người ta hay ví nó chính là một cái nồi đồng cối đá. Nó rất rất bền. Đây cái viền này của nó thế này, nó cũng sẽ có cái kiểu triện ấy khắc và nó sẽ dập chìm xuống phía dưới đấy ạ. Nó có các cái đường vân nổi vân chìm ấy. Chứ nó không phải là in hay vẽ đâu nha. Đó, rất đẹp, dây, chốt khóa. Tắc mát đầy đủ. Stainless steel này, độ chống nước này, epoxy moment này, kính sapphire. Thì đây là một cái điểm cộng tuyệt đối để giúp cho cái đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt. Với size mặt ở phiên bản này là size 40.7 và càng của phiên bản này là 47.1. Mẫu này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nha. Viền này, vỏ, mặt, mũ carnival. Bản này cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút, rất là giống với cả form của TikTok. Đó, đẹp. Bản này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 3.8 triệu 800 nghìn. Full hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ nhá. Và khi hàng tới nơi rồi, đây này sẽ có một cái hộp ở bên trong kia nhá. Sau đó sổ thẻ này và có cả một cái hộp ở bên ngoài như thế này nữa. Nên là nếu mà mọi người có muốn mang đi tặng ấy cũng sẽ rất là đẹp, rất là luxury vì cái hộp của nó đẹp. Bản này sẽ ở mã 402. Mã 402. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 403. Thì đối với phiên bản ở mã 403, em sẽ lên một cái phiên bản của Thụy Sĩ. Đó, thì với cái phiên bản của Angel Loser này thì đây là một cái phiên bản mà hôm trước ấy thì em cũng đã có về cho cả nhà mình ở cái mặt màu này rồi. Nhưng mà hôm trước nó là bản dây thép. Thì hôm nay thì em có về cho cả nhà mình ở đây là phiên bản dây da. Vì hôm trước thì cũng có khá nhiều anh có hỏi bản dây da. Thì đêm nay em sẽ lên cái bản dây da cho cả nhà mình. Thì với bản dây da này này thì mỗi một dòng dây nó lại sẽ có một cái phong cách riêng. Ví dụ như là dòng dây thép thì nó thể hiện được cái sự chín chắn đĩnh đạc, sang trọng. Còn đối với các bản dây da thì nó sẽ thanh lịch lãm. Đấy thì mọi người rất là dễ phối đồ. Cái này mọi người có thể là đeo đi làm đấy, hoặc là mặc các áo sơ mi nó rất là đẹp. Đây là phiên bản của Angel Loser và thương hiệu Angel Loser này là thương hiệu của Thụy. Thương hiệu này thì họ sẽ tự sản xuất và tự thiết kế máy luôn, tức là tự thiết kế và tự sản xuất máy, chứ họ không có nhập khẩu máy của máy ETA của Swatch đâu. Tại vì mọi người biết là hai cái nơi lớn nhất để mà cung cấp máy cho các mẫu đồng hồ đó là ở bên Nhật và ở bên Thụy. Thì Thụy Sĩ thì thường là người ta sẽ sử dụng dòng máy ETA của tập đoàn Swatch đó. Thì nhưng mà riêng với thương hiệu của Angel Loser này thì họ sẽ tự thiết kế và tự sản xuất máy. Đấy, nên là giá thành của nó sẽ rất là tốt luôn. Với bản Angel Loser em đang cầm trên tay này, mọi người thấy không ạ? Rất mỏng nhá, rất là mỏng, rất là đẹp. 3 kim, 1 lịch ở vị trí góc 6 giờ. Và cái ô cửa sổ lịch này này, nó chính là ô cửa sổ lịch lọc. Mọi người thấy không ạ? Rất là to, rộng mở, chứ nó không giống như là các cái ô vuông giống như các mẫu dòng khác. Quan trọng là bên trong màu mặt ấy nó sẽ là màu nâu cà phê. Rất là dễ đeo, kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt. Chi tiết viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép 316 hết. Và ở đây thì cũng vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau, có cái sự kết hợp đan xen ấy. Thì khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ bắt sáng rất là tốt này. Núm này, đúng không ạ? Nó sẽ có logo biểu tượng. Ở đằng sau đáy đây thì sẽ có đầy đủ phần thông số, đó là nằm trong bộ sưu tập của dòng Budapest. Với độ chống nước của nó sẽ là 53. Và ở đây thì sẽ có đầy đủ thông số về module máy. Module máy là sẽ là dòng máy Can A4610 27 chân kính và thời gian trị cóc tối đa lên đến 80 tiếng đồng hồ. Mọi người thấy là thực sự là cái bộ máy cực kỳ chất luôn ấy. Vì không chỉ là về cái chất lượng, về cái độ tích cóc của nó mà người ta còn làm cả cái bộ máy này nhìn trông rất đẹp. Bởi vì ở bản này mọi người thấy không, lộ hết toàn bộ bộ cơ ra. Đấy, lộ hết toàn bộ bộ cơ. Và nó có các cái hoa văn họa tiết này. Nhìn thấy bộ máy thôi là đã thấy đẹp rồi chứ chưa nói đến này, đúng không ạ? Đây các anh chị thấy bên trong này, búa này,
Đấy, trải vân nhá, đánh đều các cái đường vân chạy về vân vân vẩy dòng ở vị trí phía bên trong luôn. Đó, và có đầy đủ thông số 27 chân kính, chữ cót lên đến 80 tiếng. Nó có đầy đủ thông số ở đằng sau đấy. Về tiếp theo là về dây thì đây là dây răng nguyên zin, dây xịn nha. Đó, dây xịn của hãng. Thì với cái dây của Angelosa này, original này, mọi người thấy là nó giống như các cái đường chỉ dây da khâu tay ấy. Đấy, vì người ta sử dụng dây rất là xịn, rất là đẹp. Vì nếu anh chị nào mọi người chơi về đồ da thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến với các cái ghi chất da này. Ở đây thì cũng sẽ có một cái miếng test. Mình test da luôn. Đấy. Đây là một miếng test da. Ở bàn này thì em sẽ gửi là full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Sẽ là được phiên bản này là size 40, cái hộp này hộp gỗ mọi người nhá. Size 40, size quốc dân ạ, và càng của nó sẽ là 48.6. Độ mỏng của phiên bản này đó là 10.5. Phiên bản máy cơ nhưng rất là mỏng. Đấy, cái này mọi người có thể đeo lên tay, đeo đi làm, đeo đi chơi đều ok hết. Và cái màu của nó đẹp ý. Cái này dễ đeo này. Rất là dễ đeo, đơn giản thanh lịch, với cả cái dây màu nâu đẹp. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình cái mẫu này đó là 5.250.000. 5.250.000. Bản này sẽ ở mã 403. Thế thì em sẽ gửi đầy đủ hộp số thẻ đầy đủ cho cả nhà mình luôn nhé. Thì hàng tới nơi rồi thì mọi người đều được kiểm tra hàng trước thanh toán nên mọi người yên tâm. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 404 thì em à đây em có về một cái mẫu này. Cái mẫu này là mẫu của Invicta. Nó sẽ hơi khác biệt hơn so với các cái mẫu em đã lên cho cả nhà mình. Bởi vì ở phiên bản này là một cái phiên bản mà size nó to khủng luôn. Cái này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu ạ. Bản này size rất là to. Nó giống như là một cái đồng hồ phòng thân ý mọi người ạ. Thêm trước em dán cái siêu vào để cho nó đỡ xước cái mặt. Invicta. Cái này mọi người mà mua hoặc đấu giá nó cũng khá là cao với cái bản Invicta này. Đấy, đây là bản pin full 6 kim. Nhưng mà nó sẽ chạy đó chính là cái chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Đây là phiên bản 6 kim. Pin Thụy Sĩ. Bản này máy Thụy Sĩ, 6 kim mọi người nhá. Chứ nó không phải là dòng máy Thụy 3 kim, đây là máy Thụy 6 kim. Đó, và nó chạy chức năng chronograph bấm giờ thể thao. Hiện tại thì mẫu này về là nó cũng đang hết pin. Thì em cũng chưa có pin của cái bản này để thay. Thì em đang đặt pin về rồi. Thì trước khi mà gửi đơn cho cả nhà mình thì em sẽ thay pin đầy đủ, sau đó sẽ gửi đơn. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đấy, thì xong rồi em sẽ lấy giờ chuẩn chính xác luôn ấy, lấy giờ lấy ngày luôn. Thì khi mà hàng tới nơi rồi thì các chị lại mở ra các chị kiểm tra. Đấy, thì đúng như là cái giờ mà lúc mà mọi người nhận hàng ấy, bởi vì pin thì nó chạy liên tục mà. Đấy, thì đúng như là cái giờ mà lúc mà mọi người nhận hàng đấy, thì sau đó là các chị nhận hàng và các chị thanh toán cho bạn shipper thôi. Đấy, đây là mẫu 6 kim máy Thụy Sĩ nha, Swissmade này, chronograph. Mà mọi người biết là máy Thụy 6 kim ấy thì phải nói là máy cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp, rất là xuất sắc. Và với thương hiệu của Invicta thì nó là thương hiệu của Mỹ. Với một cái em rất thích ở trong cái dòng Invicta này, đó chính là cái người ta sử dụng, đó chính là dòng kính Flame Fusion. Cái dòng kính Flame Fusion này nó là kính độc quyền riêng cho thương hiệu của Invicta, mà các thương hiệu khác nó sẽ không có đâu. Vì là cái kính Flame Fusion này nó là cái sự kết hợp giữa, đó là cái ưu điểm của dòng kính Sapphire, đó là chống chảy chống xước tốt, và ưu điểm của dòng kính cứng cường lực, đó là chống va đập tốt. Thì với kính Flame Fusion này nó là dòng kính độc quyền của thương hiệu Invicta. Đó, đây mọi người thấy kính này, phủ AR nhé. Đó, và cái chi tiết niềng ngoài này, cái chi tiết niềng ngoài này thì nó được làm từ các cái sợi dây cáp. Nhìn nếu mà bình thường mà cầm vào các cái sợi dây cáp thì cảm giác nó rất là thô cứng, nhưng mà khi cho lên trong cái phiên bản đồng hồ này thì nó lại tạo nên một cái nét nó rất là nghệ thuật và thể hiện được cái sự nam tính mạnh mẽ. Đấy, và đây là dây, đây là chốt khóa. Đó, tác mát mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của bản này đó là 200m, tức là bản này là cái độ chống nước cực kỳ là cao luôn. Các chị có thể sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái, miễn đảm bảo làm sao đó là núm vào đáy phải được vặn chặt. Đấy chưa? Đó, viền này, dây này, chốt khóa này, rất là đẹp, rất là xuất sắc nha.
Mẫu này thì size to. Size to và size này thì dành để cho anh nam tay vừa và hơi to, size 49.8 ạ, rồi tầm khoảng size 50 rồi. Càng của bạn này là 61. Mẫu này nặng. Rất nặng. Mấy cả một cái điều nữa đó là cái dây ấy, dây ở bàn này thì còn cho cổ tay khoảng độ tầm 18-18.5 trở xuống là mọi người sẽ đeo ok. Đó, nói chung là dây thì cũng vẫn còn dài, vẫn còn ok, 18-18.5. Bàn này em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 3.3 triệu 300 nghìn. Đó, mẫu này sẽ ở mã của nó sẽ là mã 404. 3.3 triệu mã 404. Bàn này thì sẽ có size mặt đó là size 36.5 và càng của cái bản này là 42.5. Mẫu này thì đây là bản cơ tự động mọi người nhé, cơ tự động này. Cái phiên bản này nó gần như là một phiên bản đời đầu của cái phiên bản vạn niên ấy. Nó sẽ có các cái hình ở bên trong rất là đẹp với các cái màu sắc kiểu tháng ngày này, 3 sao orange, 3 sao 21 chân kính. Đây là lịch vạn niên, cái phần kính này này mọi người đúng không ạ? Nó làm theo kiểu dạng như là các cái lát cắt kim cương ấy. Đây này, góc này, vát lên này, viền này. Đấy chứ không? Chứ nó không phải là theo kiểu dạng như là kính bằng giống như các mẫu khác. Tất nhiên là với mẫu này thì nó cũng đã qua sử dụng rồi, thế cho nên là nó cũng sẽ có xuất hiện một vài các cái vết xước theo thời gian ấy. Thì cái này thì cũng không thể tránh khỏi được, nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là ok. Với thứ hai nữa là kể cả mọi người để đeo để sưu tầm thôi nó rất là xứng đáng để nằm trong bộ sưu tầm của mọi người. Vì các mẫu này bây giờ người ta cũng không còn sản xuất lại nữa. Đấy, đằng sau đáy đây thì nó sẽ có ở đây. Đó là cái nhà máy của Orange ở tại Trung. Đấy, còn vẫn là phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Và đặc biệt là khi mà đã ở bên nước thứ ba thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là còn phải mang theo cả một cái tiêu chí công nghệ của quốc tế nữa. Đấy, đây là viền dây chốt khóa. Bàn này mắt thừa của nó còn nguyên luôn. Cái này dành đến cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Cũng không phải là nhỏ quá đâu mọi người ạ. Cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi này. Trước khi gửi thì em sẽ vệ sinh các phần viền cạnh này cho nó đẹp, cho nó mới cho cả nhà mình. Đấy thì những cái đồng hồ nó sẽ rất là sáng, rất là mới luôn. Đây là mẫu automatic. Đấy, lịch vạn niên nhá. Phiên bản rất là đẹp. Mẫu này em cũng đang để luôn cho cả nhà mình. Mẫu này đó là 2.8 triệu. 2.8 triệu. Bàn này sẽ ở mã 405. 2.8 triệu mã 405. Nó còn hộp sổ đầy đủ luôn. Tiếp theo sang ở mã 406. Thì phiên bản 406 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ của Obelulo. Đây là một mẫu cơ mà em rất là ấn tượng của Obelulo. Bởi vì là ở cái phiên bản này, như em cũng đã có chia sẻ, nếu mà mọi người đã xem đến các cái video trước đó của em, thì đây là một cái bản mà em mất nhiều thời gian để xem giờ nhất. Bởi vì đầu tiên thì tất cả các mẫu đồng hồ thì nói chung là cũng có những cái mẫu nó khó, nhưng mà cũng không đến nỗi gọi là phải mất nhiều thời gian đâu. Nhưng mà riêng với mẫu này thì hơi mất thời gian. Đây là mẫu cơ tự động. Bản này thì nó cũng sẽ có cả chậm bắt tay đi kèm. Đấy, nếu mà mọi người về mà các anh chị cầm để mọi người xem giờ ấy, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ tìm hiểu ra cái cách xem giờ thôi. Nhưng mà một lát nữa thì em sẽ hướng dẫn luôn cho cả nhà mình để cho mọi người có thể tiện theo dõi. Ở đây thì nó sẽ có ba cái mặt đồng hồ, ba cái vòng tròn xoay vị trí phía bên trong, và nó chỉ có một cái kim dây duy nhất thôi để nó chạy cho phần kim dây thôi. Đấy, thì ở đây một lát nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình. Dòng phiên bản này thì sẽ sử dụng đó là dòng kính sapphire nguyên khối, và nó sẽ giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt. Kính sapphire nguyên khối. Đấy, toàn bộ phần viền vỏ thép đều được làm ở chế độ thép không gì 316, thì cũng sẽ vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Chi tiết niềm bên trong của nó sẽ là màu đỏ. Đấy, rất là đẹp, viền, cạnh, núm. Đây là một thương hiệu đến từ Pháp, được thiết kế sản xuất ở tại Moto. Và đằng sau đáy đây, búa này, nó sẽ giống như cái tubin. Đúng không ạ? Đây, automatic xếp 316L này, all stainless steel với độ chống nước là 50 TM. Đấy, búa này, bên trong này. Nhưng mà em phải nói thật sự là cái thiết kế của Pháp, nó có một cái gì đó, nó rất là chất. Nó có một cái đậm, một cái chất riêng ấy. Vì là thiết kế của Thụy hay của Ý hay của Mỹ thì mọi người cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đó, nhưng mà riêng với các thiết kế của Pháp, Đức thì cũng có một cái kiểu riêng của Đức nhá. Tức là mỗi một thương hiệu, mỗi một của một quốc gia ấy, nó sẽ mang một cái dấu ấn riêng. Cái này là cái gần như là khi mà mọi người cầm lên tay sản phẩm, các chị sẽ cảm nhận được cái dấu ấn riêng đó. Thế
Thế để nói ra thì nó sẽ hơi khó một chút xíu. Thế còn ở phiên bản này thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình về cái cách xem giờ. Đầu tiên như trước này về em xem em cứ xoay vòng mà không biết làm xem giờ nó kiểu gì luôn. Đây nhá, buổi tối này nó sẽ có dạ quang sáng như thế này. Tức là khi mà buổi tối mọi người lên tay nó sẽ hiển thị cái vòng dạ quang sáng như thế ở trên cổ tay của mọi người. Đấy, nhìn cho nó rất đẹp, rất là lạ đúng không ạ? Mình đi đâu mà trong điều kiện ánh sáng kém ấy, nó sẽ dạ quang sáng thế này. Đó. Nó như là một cái hình tam giác ở vị trí phía bên trong ấy. Thì khi mà em rút núm nhá, bản này nó còn có cả chức năng hacking stop, tức là chức năng dừng kim dây đột ngột. Thì khi mà em rút núm ra mọi người thấy là kim dây nó đã đứng im rồi, nó chỉ có nguyên kim dây thôi. Thì ba cái vòng tròn này sẽ biểu thị cho đó là phần giờ. Còn phút thì mọi người sẽ tính theo cái vòng tròn ở trên này. Đấy, từ 0 cho đến 60. Bây giờ em đã rút núm rồi đúng không ạ? Và bây giờ em xoay này. Thì mọi người sẽ để ý giúp em đó là khi mà em xoay cái vòng tròn này thì nó ở đến cái vị trí này. Cái vị trí này nhá, bắt đầu thì cái vòng tròn nó mới đảo. Được chưa? Đấy. Thì mọi người sẽ xem theo cái vòng tròn đảo này và nó sẽ là phần giờ, ví dụ như là chỗ này nó sẽ là 4 giờ 20 phút. Đấy, nó sẽ có mũi tên luôn. Ở đây nó sẽ là 4 giờ 30 phút. Và đây khi mọi người thấy là nó ở cái vị trí 4 giờ 60 thì cái bắt đầu cái vòng tròn ở đây nó sẽ đảo về số 5. Tức là lúc này nó đang là 5 giờ và bắt đầu tiếp tục mọi người sẽ lại theo cái vòng tròn đảo đó. Tức là mình xem cả giờ và cả phút luôn ở cái phần mũi tên đó luôn. Đấy, ví dụ như chỗ này nó đang là 5 giờ 25 phút. Chỗ này của nó sẽ đang là 5 giờ 30 phút. Đó, thì mọi người sẽ theo xem giờ theo cái vòng tròn đảo này luôn. Đó, nó rất là hay đúng không? Nó chỉ có duy nhất một cái vòng tròn mà nó đảo riêng ở cái vị trí này thôi. Đấy, và bắt đầu em đóng núm thì bắt đầu đang chạy và đang hoạt động rồi. Mặt đồng hồ rất là đẹp nhá, nhưng mà em phải nói là cái thiết kế của họ rất là thông minh luôn ý, mà không thể là ngờ tới được. Đấy, thì trong cái phiên bản này thì thực sự là không chỉ dừng lại là một cái chiếc đồng hồ để mà mình xem giờ nữa, mà nó giống như là một cái kiểu như là một cái tài trí, một cái tinh hoa của nghệ thuật ý. Nó rất là hay ở trong một phiên bản đồng hồ. Và khi mà mọi người đeo lên tay một cái phiên bản này nó rất đẹp, rất là tinh tế. Đấy, đây là viền núm dây. Đấy, dây của nó sẽ là một cái bộ dây dây da handmade đấy mọi người nhá. Và các cái đường chỉ khâu tay này nó rất là đều, rất là đẹp. Chốt khóa của nó thì nó sẽ là nguyên zin. Và cái này thì mọi người cũng chỉ việc bấm mở chốt khóa lên dây một lần thôi. Đấy, lần sau là mình cứ thế là mình sập khóa là mình lên tay. Thì nó rất là thuận tiện. Đấy, thì với cái phiên bản Obelulo này thì sẽ có size mặt ở phiên bản này là size 40. Càng của phiên bản này đó là 46.6. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ có thể là đeo ok. Đó, hộp sổ sách đầy đủ nhá. Và khi mà hàng tới nơi rồi mọi người đều được kiểm tra hàng trước thanh toán để mọi người hoàn toàn yên tâm. Thì ở bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.350.000. 5.350.000. Bản này sẽ ở mã của nó là mã 406. 5350 mã 406. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 407. Đối với phiên bản mã 407 thì em lên cho cả nhà mình mã 407 đó là ở bản của Citizen đi. Và đây em lên bản của Citizen nhé. Bản Citizen thì với cái phiên bản Citizen này là phiên bản Citizen màu nâu cà phê. À, không phải nâu cà phê mà nó là màu ghi xám. Màu ghi xám, bản này là bản Eco Drive pin năng lượng mặt trời. Và nó sẽ có cái 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ đây. Đối với bản này thì khi mà em đấu về thì nó không có hộp đâu, nó chỉ biến nguyên đồng hồ thôi. Nhưng mà được cái là độ mới của phiên bản này của nó còn rất là cao. Dây của nó sẽ là dây thép, phay xước, sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Quan trọng là cái màu mặt của nó rất là đẹp. Nó sẽ có 3 kim, một lịch núm này, mặt trước, mặt sau, Eco Dry. Phiên bản này nó lại còn là một cái phiên bản Made in Japan nữa, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Nó sẽ được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết và tất cả các linh kiện đều tại Nhật hết. Đấy, dây, thép, chốt khóa của nó sẽ là nguyên zin. Size cũng là size vừa phải luôn ạ, size 39.7. Và càng của mẫu này là 47. Dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Thì mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000 mã phiên bản này là ở mã 407 nhé. Tiếp theo sang ở mã 408 ạ. Phiên bản 408 thì sẽ lên cho cả nhà mình đó là một mẫu của Technot nữa. Đây là bản Technot. Nó ở bản Technot này thì nó không có hộp, nó không về hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Tại vì khi mà em đấu thì nó cũng thấy là nó mới ấy.
đây nó hơi bị bụi bẩn một chút xíu, thì cái này thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ, sau đó thì em sẽ đóng vào trong cái hộp của bên nhà em, nhưng mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Với phiên bản của Technote, thương hiệu Technote thì mọi người cũng rất là quen thuộc rồi đấy, thì chủ yếu là mọi người thích ở các cái phiên bản hay các cái form như thế nào thôi. Bản này là bản 6 kim và nó chạy chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Nó có kim 24 giờ một ngày, có kim giây và có thời gian đo tốc độ tối đa. Bên trong thì bộ kim ấy với cả cọc số thì sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Đấy, và cái chi tiết niềng này này, nó sẽ có một chi tiết niềng nó theo kiểu dạng như là trắng gương ấy. Nên là khi ánh sáng chiếu vào nhá, nhìn cái mặt đồng hồ nó sẽ rất là sáng, rất là đẹp. Đây một mặt màu xanh, kim cọc số to rõ ràng. Cái này thì nó sẽ thiên về phong cách đó là trẻ trung, thanh lịch, thể thao một chút xíu. Đấy, viền, cạnh, núm, mặt trước này, sau có mã check đầy đủ, vẫn có mã check đầy đủ. Giá của nó sẽ là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với tầm khoảng 6 triệu. Size 43 và càng của phiên bản này đó là 51. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to, và em đang để cho cả nhà mình đó là 1.950.000. 1.950.000 nhá. Cái này form vuông nhìn trông nó đẹp lắm, nó giống với cả Seven Friday ấy. Em thấy nó hơi giống theo kiểu dạng giống form của Seven Friday, dễ đeo. Cho anh nam tay vừa và hơi to, mã 408. Tiếp theo sang ở mã 409. Mã 409 thì đây có một cái mẫu pin. Em lên nốt mẫu pin này cho cả nhà mình. Thì cái bản pin này là phiên bản pin của Landscatter. Đây là thương hiệu, cũng là thương hiệu của Ý. Bản này nó còn là một cái phiên bản Thụy Sĩ nữa cơ. Máy Thụy mọi người ạ, Swiss Pack 6 kim. Swiss Pack này nó có một lịch ở vị trí góc 4 giờ. Bản này hiện tại nó đã hết pin mất rồi. Nó hết pin mọi người ạ. Với cả cái chỗ niềng này của nó, nó hơi xước chỗ này một chút. Thôi mẫu này em cũng sẽ xem luôn cho cả nhà mình luôn. Dây này, chốt khóa này, mặt trước mặt sau, Landscatter. Đấy. Mẫu này xong rồi em sẽ thay pin đầy đủ và lấy lại giờ luôn cho cả nhà mình luôn nhé. Thì hàng tới nơi rồi mọi người cứ mở ra anh chị kiểm tra. Size 38.6 và càng của mẫu này là 45. Mẫu này dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu này. Đấy, bình thường em đang để nó là 1.6 triệu, nhưng mà tôi em cũng không để ý nó bị đang hơi xước xước chỗ này một chút xíu, thì em xong em sẽ thay pin đầy đủ. Em sale cho cả nhà mình mẫu này đó là còn 1.350.000. 1.350.000 luôn. Mã phiên bản này là mã 409. Mã 409. Tiếp theo sang ở mã 410 và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì đây là phiên bản của WeZ, đây là mẫu nữ. Cái bảng mẫu nữ này có cái màu mặt ấy, nó giống như là màu mặt đá. Đây là kim giây, kim giờ, kim phút, kim chỉ lịch ngày, kim chỉ lịch thứ. Bản này thì size vừa phải và mới đẹp. Chiếc này nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Sử dụng module máy của nó là máy của Seiko, bởi vì WeZ thì nó là chi nhánh con của Seiko, nên sẽ sử dụng máy Seiko, đó là máy VD75. Dành cho chị nào mà nữ tay vừa và nhỏ, size 30.8 và càng của mẫu này là 37.7. Cái này dây còn dài thoải mái nhá. Cái chiếc này em nghĩ là chắc có khi là không có hộp ý, nên là nó bị xước một chút xíu ở đằng sau đáy này thôi, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Chứ còn chiếc này hình như là chưa lên tay đâu ạ. Cái mẫu này em đang để luôn cho cả nhà mình, mẫu này đó là 1.250.000. 1.250.000 mã 410 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Hiện tại thì bên em đang có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng nhé. Hoặc là mọi người có thể là ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo ạ.